Thì hiện tại bây giờ là bé Ken nha cô chú anh chị và chị Loan. Sáng sớm mà chị Loan mới từ ngoài Phan Thiết về cô chú. Rất là xinh. Ken. Chào Ken, chào chị Loan nha. Dạ. Hôm nay lần đầu tiên thấy chị Loan mà cáo bò nha. Lần đầu tiên mình thấy chị Loan mặc áo jean đó mọi người. Chị Loan chung luôn. Hỏi xem là chị Loan hôm qua đi chơi có vui không? Thật ra rồi nó ra gì vậy Ken? Dạ em chào chị nha. Dạ chúc chị buổi sáng tốt lành. Dạ. Và chiều muộn ngày hôm qua chị Loan đã cùng với gia đình đi du lịch ở mới né cùng với hai con Luân thôi mọi người. Thì ngày hôm qua đã về nhà rồi và hiện tại đây mọi người thấy không, chiếc xe là sáng nay vẫn đậu ở trước nhà này. Thì mình xin cập nhật một số thông tin rất là nóng để gửi tới cô bác anh chị nha mọi người. Thông tin thứ nhất là chắc có lẽ là cô chú anh chị ai cũng biết rồi, ngày hôm qua hôm kia là dần dần trên mạng xã hội về cái việc mà chú Bảy ấy, chú ấy từ con ruột của mình ha. Đó chính là bầm bầm mông mọi người. Mặc dù là sắp tới ngày sinh nở rồi nhưng mà chú Bảy vẫn không tha cho con gái ruột của mình ha. Lên trên mạng xã hội có những cái phát ngôn và có những cái hành động mà khiến cho người con gái của mình đang mang bầu và sắp tới ngày sinh nở thì có lẽ là với cá nhân mình thì mình rất là thương bùm bùm, bởi vì nếu như ở thời điểm hiện tại khi mà bùm bùm nghe được những cái thông tin này và xem được chính người cha ruột của mình phát ngôn có lẽ là nó ảnh hưởng tới tâm trạng rất là nhiều, nhưng mà không sao đâu mọi người. Ngày hôm nay thì mình đã thấy ở trên trang cá nhân của Bùm Bùm cũng như là anh hai của Luân và tất cả những người thân xung quanh, đặc biệt là Hồng Loan ha, đã kịp thời về nhà và sau đó là an ủi động viên đối với lại Bùm Bùm. Về cái những người xung quanh như là chị Phương Lê này, anh Sang thì đã có những cái động thái gọi là cụ thể ngay lập tức. Thì Phương Lê đã chuyển khoản cho Bùm Bùm số tiền là 50 triệu. Đó là món quà sớm dành tặng cho Bùm Bùm trước ngày sinh đó ha. Và tiếp theo nữa là anh Sang mọi người, anh Sang thì anh cũng tặng cho Bùm Bùm 10 triệu đồng. Đấy là những món quà hiện vật, là gọi là món quà sớm dành cho Bùm Bùm ha. Đó là một điều mà tín hiệu rất là mừng, là những liều thuốc tinh thần mà động viên Bùm Bùm trong những cái thời điểm khó khăn thế này. Nó khó khăn là về khó khăn những mặt tâm lý của mọi người, bởi vì mọi người thử nghĩ đi, nếu như mình là một người con mà khi cha ruột của mình có những cái hành động và có những lời nói đó, đặc biệt là đối với là một người phụ nữ mà đang trong cái thai kỳ cuối đó, tức là gần tới ngày sinh nở rồi, thì đúng thực sự phải nói là nhiều khi là bây giờ là đã không cha không mẹ, giống như kiểu là mồ côi với mọi người, bởi vì bây giờ có như không mà có những cái phát ngôn trên mạng xã hội như vậy, nó ảnh hưởng tâm lý rất là lớn. Mình lúc đầu mà khi nghe chú Bảy chú phát ngôn như vậy thì mình cũng rất là lo sợ cho Bùm Bùm, lo sợ là ảnh hưởng tới cái tâm lý của Bùm Bùm đó mọi người. Đó, nhưng cũng rất may là có chị Loan này bên cạnh cùng với lại tất cả mọi người, đặc biệt là anh hai của Luân cũng như chị Ni đã lên trên mạng xã hội
công khai là nhận Bầm Bầm là em ruột luôn ha. Nếu như Bầm Bầm mà có khó khăn gì, có chắc chở gì, chính anh hai Bổ Luân cũng như là chị Ni này, Hồng Loan và Phương Lê sẽ đứng ra để lo liệu cũng như là hỗ trợ cho Bầm Bầm hết mình ha. Cho nên là Bầm Bầm mình nghĩ là sau những cái sự việc ngày hôm qua hôm kia thì đến ngày hôm nay thì Bầm Bầm đã ổn định tâm lý rất là nhiều rồi. Đặc biệt là cô chú cộng đồng mạng rất đông đã gửi lời động viên với Bầm Bầm rồi mọi người. Và có một cái thông tin nữa là rất là nóng nha, cô chú anh chị có lẽ là ai cũng biết rồi, là cái cô cháu ca sĩ ở bên kia. Dạo gần đây thì mình không hiểu sao mà cô ấy liên tục, nó là liên tục lên mạng xã hội ha, livestream ở trên Facebook này, rồi là trên kênh YouTube của cô ấy nè. Cô ấy livestream mà cô ấy nói này nói kia rồi tố Hồng Loan. Rồi ngày hôm qua thì cô lên cô chỉ trích nhà báo Song Minh một cách thầm tệ mọi người đó. Cô ấy nói là nhà báo Song Minh tự nhận là thư ký rồi báo giáo dục hay là gì gì đó, rồi là nói là bẻ cong ngoài bút rồi này kia. Ủa, mình phải sống sao thì người ta mới viết như vậy chứ, trời, người ta là một nhà báo uy tín mà, vì sao phải chờ. Chưa kể là cô ấy lên liên tục, là cô lên là nói chung là cô chỉ trích tất cả những ai mà đứng lên có tiếng nói bảo vệ Hồng Loan ha. Cô ấy còn khẳng định, cô hứa là cô ấy sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về cô ấy. Ủa, và tất cả những gì thuộc về cô ấy là mình đang chưa hiểu là cô ấy lấy cái gì á mọi người. Nhà thì không phải rồi, nhà là nhà của cô nghệ sĩ Vũ Linh để lại cho con gái ruột của mình là Hồng Loan. Còn cái gì nữa đâu, có một căn nhà và những nói chung là những tài sản là những miếng đất khác ấy. Thì tất cả những thứ đó thì cô nghệ sĩ Vũ Linh sang tên và để lại cho con gái Hồng Loan rồi. Và bây giờ thì cô ấy thưa kiện thì ở bên luật sư cũng đã thông báo là ở bên phía cô ấy là chưa có thêm một cái tài liệu hoặc chứng cứ gì để xác minh xác nhận là cái khối tài sản này họ có được phép đồng sở hữu, ngoài cái di chúc miệng mình phải nói là vớ vẩn đấy mọi người. Chưa kể là những cái di chúc nó mà đưa ra có khi khui ra là có khi là họ gài rồi là họ cho chú nhậu rồi sau đó là họ có những cái lời nói đó để họ gài chú mọi người đó. Thì đó là những cái điều mà mình phải nói là mình cũng rất là bức xúc khi mà dạo gần đây cái cô đấy, cô liên tục livestream và nói như vậy. Và có một cái thông tin mới nữa mọi người, thì hồi đó là chú cũng xỉn, thì về mẹ về con cũng âm mưu mà nói chung á thì cũng sắp xếp trước đúng không bạn, thì đỡ cho chú uống rồi bắt đầu nói chú này kia rồi lấy cái điện thoại ghi âm lại cô chú anh chị, thì cũng nhằm cái mục đích là nói chung á là quê mẹ quê con cũng đã tính trước cái bước này rồi cô chú anh chị thấy chưa, người ta nói